14 tháng 4. Nếu ai muốn hỏi về như thế nào là một phiên kéo trụ thì hôm nay chính là một ví dụ, và liệu rủi ro sắp tới có đến hay không. Khi chúng ta nhìn thấy thị trường hôm nay, mặc dù VN30 rất cố gắng kéo nhưng đại đa số điểm đến từ nhóm trụ gồm cổ phiếu VRE, SAB, VHM, Masan, cả những cổ phiếu tủ lá như SSB, BVH và GVR, PLX là những cổ phiếu đại diện cho dòng từ kéo trụ. Và chúng ta nhìn thấy mặc dù điểm số thì gần như là tham chiếu nhưng số mã đỏ thì khá là áp đảo mã xanh. Vậy rõ ràng rằng điều này không phải khẳng định 100% là cứ có kéo trụ thì sẽ là rủi ro sập sau đó, nhưng nó có là một yếu tố tiêu cực và đáng để cho chúng ta đề phòng, và nó sẽ kết hợp với những yếu tố khác cho chúng ta cái nhận định rằng thị trường nó có rủi ro hay không và chúng ta đang phải đề phòng phòng bị ở mức độ nào. Thì Tuấn Hưng sẽ cùng anh chị đi phân tích trong buổi livestream ngày hôm nay và ngày mai là đáo hạn phái sinh. Thì cá nhân mình nhìn nhận nó kết hợp với nhiều yếu tố trên đồ thị kỹ thuật là đang ở trong một vùng rung lắc rất là mạnh, và nó sẽ khá là đồng pha với các vận động của thế giới trong giai đoạn này, và chúng ta phải luôn luôn đề phòng và nhận định đồng thời tất cả chứ không để bỏ qua những yếu tố này được. Thì đây là tất cả những điều mà chúng ta sẽ đi phân tích trong video ngắn khoảng tầm 10-15 phút ngày hôm nay. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã tham gia và đồng hành cùng Chứng khoán Tuấn Hưng, và nhớ để lại cho em Hưng một like cũng như ấn đăng ký kênh ấy. Sắp tới chúng ta cùng nói chuyện với nhau, tham gia nhiều hơn cho các video. Chúng ta có thể thấy rằng trong các mạch nhận định của mình trong vài phiên vừa rồi thì mình cũng đang luôn luôn lưu ý anh chị em nhà đầu tư rằng là có hai khu vực, là một là hồi tháng 9, tháng 10 năm 2023, và sau đó thị trường sẽ sập một pha khá là mạnh đâu đó 2 tuần, hơn 2-3 tuần, và một pha là đi lên tăng trong nghi ngờ như hồi tháng 5 năm 2024. Và chúng ta nhìn thấy với cái diễn biến ngày hôm nay thì mình đang hơi nghiêng về hướng rủi ro một chút. Tất nhiên rằng để điều đó xảy ra thì chúng ta nhìn thấy cái điểm histogram này của chart ngày, nghĩa là ở cấp độ cao là chart ngày thì nó chưa thể hiện rõ rằng là nó có rủi ro hay không, và có rủi ro thật hay không ấy thì nó phải gãy một cái mốc nào đó hoặc là thể hiện rõ một cái mốc rằng là phân kỳ, ví dụ trường này đấy, nghĩa là để có sập hẳn hay không thì mình khẳng định rằng là nó cần phải khoảng tầm 1 đến 2 phiên nữa, có nghĩa là ít nhất là sau phiên thứ 6 chúng ta mới có khẳng định. Tất nhiên rằng nếu chúng ta nhìn ở cái đồ thị chất ngày thì nó cái biến động của nó sẽ khá là lớn. Mình ở đây mình lấy ví dụ, mình zoom to cho anh chị em xem, đúng không? Ví dụ như hồi tháng 9 năm 2022 này. Đấy. Chúng ta nhìn đến khi mà mình zoom to lên cho cả nhà xem, có nghĩa là khi mà cái histo này nó đổi thành màu xanh này. Đấy. Thì thực sự rằng là hôm đó đã rơi 19 điểm rồi. Có nghĩa là nếu anh chị đợi cái màu màu histo này nó đổi sang màu đỏ này thì chúng ta sẽ đi đâu đó bị ăn một cú rơi đâu đó tính từ khu vực hiện tại, ví dụ thôi, là đâu khoảng 52 điểm, thì thực sự lúc đấy thì mới ồ à thị trường phân kỳ âm, chứ cái thị trường đảo chiều thì lúc đấy mình nghĩ rằng là quá muộn rồi. Chúng ta nhìn thấy để nó đổi lại thành màu này thì chúng ta đã ăn rơi 3 cây, mỗi cây đâu đó khoảng tầm toàn 19 đến 20% à 20 điểm. Thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này thì không phải chủ quan được, mặc dù là chúng ta nhìn thấy là nó vẫn đang đang hiện cái màu xanh, đúng không? Nhưng mà mình nói thật, để nó biến thành màu đỏ ấy, thì có khi là cái thị trường lúc đấy nó rơi tận xuống đây rồi thì nó mới hiện ra màu đỏ. Do đó chúng ta nhắc lại, ở cấp độ chắc ngày thì nó chưa xác nhận nhưng chúng ta phải đề phòng. Đề phòng lý do tại sao? Thứ nhất ấy, là hôm nay nếu ai mà là người theo dõi Tuấn Hưng thường xuyên thì Tuấn Hưng rất hay để ý các cái gap, và hôm nay là một phiên này mở gap ra này, và cái gap này không giữ được lại đấy, khi mà một gap tăng mở ra và nó không giữ được lại ấy, thì cho thấy dấu hiệu rằng cái đà tăng FOMO nó không có. Có nghĩa là những lượng người mua đuổi ấy, nó không mua đuổi. Như mình chắc chắn không mua đâu. Mình nói trước trong nhóm khách hàng mình rồi, là nhóm khách hàng ấy, mình nhắc trước là hôm trước, hôm qua là ai mua phải mua lúc nó giảm 5-7 điểm và biên lợi nhuận thì rất ít, cho nó không mua đuổi. Do đó chắc chắn hôm nay là mình không khuyến nghị mua cổ phiếu nào cả. Hôm nay cả những buổi mình chỉ ngồi chơi và nhắn tin với anh em theo dõi các vận động của thị trường thôi. Đấy, cho nên là về mặt chỉ số là mình khẳng định rằng nó đang có rủi ro. Nếu chúng ta nhìn chắc ngày nó chưa thể hiện thì chúng ta nhìn cái chắc cấp độ thấp hơn là chắc giờ thì nó đang rủi ro, chắc giờ 1 giờ nhá thì đang rủi ro, có nghĩa là nó đang hướng cái này về không, nó chưa có đỉnh thứ hai, và nó có đỉnh thứ hai hay không thì mình chưa biết. Đối với trường hợp này nó đâu có đỉnh thứ hai mà rơi một lèo luôn, đúng không? Đấy, nó rơi đến đây này, nó rơi một lèo xuống luôn, nó không có tạo đỉnh thứ hai. Nhưng chúng ta nhìn cái chắc thấp hơn nữa là cái chắc là mình khá hay dùng, và mình nghĩ là anh em nào mà đánh đứt sóng T cộng trong 2-3 phiên 4 phiên đấy thì phải đặc biệt sử dụng cái chart 30 phút này. Và ở cái cấp độ thấp như thế này thì chúng ta đang nhìn khá là rõ. Đang khá là rõ.
Hôm nay trong nhóm mà cộng đồng của mình có một số anh em là tranh cãi với vấn đề rằng là nó đã phân kỳ ấy chưa, thì mình khẳng định luôn rằng là phân kỳ hay không ấy thì phải như này này, để chắc chắn rằng phân kỳ chúng ta kẻ một đường ngang ở đây kẻ bằng này, khi nào cái này nó trọng dưới này thì gọi là phân kỳ. Nhưng mà nếu mà nó như thế này, có nghĩa đỉnh này, đây là một cái đỉnh và đây là một cái đỉnh, tạo hai đỉnh và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, trong khi đường giá đó là đỉnh sau lại cao đỉnh trước, thì mình nói luôn khẳng định đây là phải khoảng tầm 70-80% là phân kỳ rồi, chúng ta coi nó là phân kỳ được rồi. Còn để chắc chắn 100% gọi là phân kỳ thì khi nào cái đường này chọc xuống, có nghĩa là nếu mà hôm nay thực sự mà thị trường nó giảm sâu sâu hơn một tí, khoảng tầm về 4 điểm nữa thôi, thì khả năng cái này sẽ chọc xuống dưới này, và lúc đấy chính xác 100% chúng ta gọi phân kỳ. Còn bây giờ thì đến 80% rồi. Vậy thì nếu anh chị em xem cái video ngày hôm qua của mình đúng không, mình nói có 3 trường hợp đúng không, và nếu mà hôm nay thì nó bất động theo cái trường hợp nào, thị trường hôm qua mình nói là có 3 trường hợp. Một là trường hợp nó tăng mạnh khoảng 7 đến 9 điểm thì nó sẽ tạo vai đầu vai đúng không. Đấy, mình bảo là hôm qua nếu mà thị trường tăng mạnh 7 đến 9 điểm thì nó sẽ vai đầu vai. Đấy, nó lên tận trên này khoảng tầm 1240 thì khả năng nó sẽ tạo vai đầu vai như thế này, nghĩa là chúng ta sẽ tung tăng chơi đến khoảng thứ sáu mới có thể rủi ro. Tuy nhiên hôm nay nó lại vào cái trường hợp yếu hơn, đó là mình đã nói rằng nếu thị trường chỉ tăng khoảng tầm 4 đến 5 điểm đổ lại và không tăng nữa thì rất là rủi ro, nó sẽ đi theo cái mô hình hai đỉnh, và hai đỉnh là đỉnh sau thấp đỉnh trước. Ví dụ như này, đỉnh này lên xuống đây này và có thể ngày mai lên lại đây một lần nữa và bắt đầu rung nắp, thì khả năng cái đỉnh thứ hai này nó sẽ bằng hoặc thấp hơn cái đỉnh điểm cao nhất mà bây giờ chúng ta đạt được. Điểm cao nhất 1236 thì khả năng có khi ngày mai nó lên chỉ 1233 hoặc 1232. Nghĩa là cơ hội để cái đỉnh thứ hai này vượt được cái đỉnh này này là nó sẽ rất là khó. Mà nếu mà vậy thì mẫu hình này nó sẽ rủi ro khi khi mà nó liên tục vi phạm cái vấn đề thủng xuống M20. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện rằng chúng ta bắt đầu phải thận trọng là được rồi. Cũng giống như nhiều anh chị nói rằng là mình nhỏ có nhắn tin với khách hàng ấy, rằng cái việc mà chúng ta phòng thủ hay không ấy thì nó phải tùy về đệm lãi và vị thế của mỗi người khác nhau. Có những anh chị bây giờ là đang lãi 10 15%, mình kể ra ví dụ như cổ phiếu FTS chẳng hạn đi, mình cứ coi là anh chị bắt được đúng tận đáy thì bây giờ mức lợi nhuận của chúng ta của những anh chị đấy bây giờ nó đâu đó khoảng tầm 10 16%, thì đương nhiên anh chị ấy bình tĩnh. Nhưng nếu anh chị không mua được ở chính xác cái điểm đáy thấp nhất là giá 34 ví dụ như vậy, mà anh chị lại đang mua ở cái vị trí lửng lơ, anh chị mua ở khu vực này chẳng hạn, đấy cũng là đẹp rồi, nhưng chúng ta bây giờ đang lãi khoảng 3,6%, thì đương nhiên những người anh chị em mà mua ở vị trí nó mới lãi được 3-4% là chúng ta phải bình tĩnh, à phải phải thận trọng đề phòng, bởi vì chỉ với một cây giảm đột ngột thôi là anh chị có thể từ lãi 5% về lãi 1%, anh chị có bán không, và nếu nó rúi thêm một cái nữa thì lập tức là từ lãi 5% mà trở thành lỗ, anh chị chắc chắn không có bán. Do đó thì những anh chị mà họ đang có lãi 15% họ bình tĩnh cùng làm đến đây này, nó như này này, xuống đến đây này xong lên đây nữa xuống đây, người ta bắt đầu người ta theo dõi, à ông này bắt đầu gãy chân lai rồi đúng không, thì có thể người ta bán ở đây người ta lãi 10%, người ta vẫn là người chiến thắng. Thì đấy là câu chuyện rằng là vị thế giai đoạn này tranh cãi nhau không quan trọng, anh chị đừng để ý những người khác mà họ nói ngược nói xuôi về cái hành động anh chị. Cũng giống như việc mà rất nhiều khách hàng họ bán con Masan ấy, họ bán giá 76, hôm nay là 76, 75, 77. Thực sự là mình nghĩ hôm trước họ bán cũng không có sai. Không có sai. Bởi vì họ bán là họ có lãi. Biết đâu sau này nó lại rơi thì sao? Đúng không? Thì đấy là câu chuyện mà mình nghĩ giống như ngoài đời thực tế rồi, mình hay nói câu chuyện ví von ấy. Là khi chúng ta thấy có một thằng nào đó lao vào đột ngoài đường, nó cầm một dao giơ lên dọa định chém này, thì việc đầu tiên của chúng ta là phải lùi lại một chút và giơ tay phòng thủ. Ít nhất rằng là nó chém thì cùng lắm đưa tay lên nó chém vào tay còn hơn nó chém vào đầu đúng không, hoặc là nếu anh chị ở gần nó quá anh chị phải lùi lại một chút để tăng cái khoảng cách đấy. Đấy cũng là cái hành động mà chúng ta có thể bán trước là một phần để chúng ta đề phòng khi có dấu hiệu, thì chúng ta khẳng định luôn rõ ràng rằng thực tế thị trường là rõ ràng nó đang phát đi những tín hiệu rủi ro. Trước mắt là về chỉ số là có dấu hiệu phân kỳ âm rồi, 80% là phân kỳ âm, mình khẳng định luôn đấy, như này là phân kỳ âm đến 80% rồi. Thứ hai chúng ta nhìn thấy thực tế lát nữa mình sẽ nói là rất nhiều dòng nó có dấu hiệu bull trap, có dấu hiệu tỷ lệ cao là bull trap, thì tí nữa mình sẽ liệt kê ở đây mình đã nói đó. Thế bây giờ anh em nhìn thấy khi mà nó đang đang có những rủi ro như vậy thì chúng ta phải phòng bị, chúng ta phải phòng thủ đúng không, chứ không thể là chúng ta cứ đứng im tại chỗ để nó vung vung con dao thế xong nó bổ cho phát đầu cũng vẫn cứ đứng im
Thế đấy là cái trường hợp của rất nhiều khách hàng, đó là đang lãi 3-4% ngày xưa ấy, sau đó thì nó dơ dơ dao rồi, không chịu phòng thủ, không chịu sẵn sàng xỏ dép xỏ giày, không quay lưng chuẩn bị chạy, thì đến lúc nó vụt một cái thì những người nào người ta phòng thủ người ta sẽ chạy ngay, có khi lúc đấy cũng sượt áo sượt vai, cũng bị thương nhẹ nhẹ, nhưng ít nhất là người ta chạy thoát. Còn mình không phòng thủ, mình cứ chơ người ra đứng yên này thì nó bổ một cái, khi đau quá cũng không biết chạy, lại bổ cho thêm 2-3 cái nữa, thì lúc đấy cứ gọi là nằm sàn. Thế đấy, câu chuyện kể cả chính con FTS này một ví dụ thôi, mình cũng đã từng bảo chị em là gãy 47 phẩy ngày trước sớt đấy, các cái tin nhắn mình vẫn nguyên trong nhóm khác ấy, mình bảo bán 471 đây, anh chị không phòng bị thì chắc chắn cú bổ này không thoát được, nhưng mà bổ xong rồi bị đau rồi, lúc là hồi lên lỗ 2-3% không bán, nó lại bổ thêm chát nữa, thế là lúc đấy là cũng cũng trọng thương rồi, thì chắc chắn rằng là người lúc đấy bị đơ rồi, lại bổ thêm phát nữa thì thôi cứ càng ngày càng càng nặng đi. Thế thì bây giờ cái câu chuyện là trong 2022 nó cũng tương tự, do đó thì bây giờ thì hãy quan trọng cái tài khoản anh chị thôi, chứ đừng để ý trong nhóm cộng đồng hoặc nhóm khách hàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều. Anh chị hãy để ý cái chính xác là cái hành động của anh chị. Người ta bảo không phân kỳ, kệ người ta, đúng không? Nhưng anh chị có lãi, anh chị phải tự chốt. Chứ bây giờ anh chị bảo đang bảo là rủi ro phân kỳ, xong trong nhóm lại bảo có một ông cãi nhau, ông bảo là chưa phân kỳ đâu. Thế thì anh chị có biết được rằng là họ đang cầm lượng lãi ở đâu không? Đúng không? Biết đâu người ta đang lãi 15%, người ta bảo có chưa phân kỳ. Đến lúc thị trường sập, người ta bán thì chốt lãi 10%, anh chị thì mang số lỗ 3%. Thế cuối cùng người ta chốt lãi, người ta đi, người ta có hô anh chị bán không? Không, đúng không? Cho là tài sản của ai người ấy quản trị, kể cả mình broker thôi, tất cả những nhận định này của mình là mình nói thì có sách và mách thì có chứng, nhưng mà thực tế nó vận động vẫn có những sai số, cho đó thì tài khoản anh chị phải chủ động, anh chị thấy đúng mình nói đúng à thì anh chị phòng thủ bán chốt lời từng phần, ví dụ như vậy. Trong thị trường đầu tư chứng khoán chẳng ai chính xác 100% cả, có những lúc mình cũng sai, nhưng mà quan trọng là mình đúng nhiều hơn sai, và mình sai thì mình thiệt hại rất ít, và mình đúng thì mình lại chốt được lời nhiều. Còn ngược lại nhà đầu tư ấy là cũng có những lúc nhà đầu tư đúng mà mình sai, nhưng mà thường ấy thì nhà đầu tư là đúng thì đúng ít, thứ nhất là tỷ lệ đúng đã ít hơn broker, thứ hai là đúng thì lại không gồng được lãi và chốt lãi lo, nhưng lỗ thì để lỗ toàn những 20-30%. Đấy đấy là cái khác biệt của broker và của nhà đầu tư đấy, thì đấy anh em xem phải để ý nhé. Thì chốt lại về cái chỉ số là mình khẳng định là có rủi ro rồi, có rủi ro rồi nhá. Đấy, rủi ro như nào, như này, nghĩa là có thể nó chạm đây nó lẩy lên một lần nữa, nhưng mà mình khẳng định rằng là khả năng cái đỉnh sau nó sẽ thấp hơn 1236. Thứ hai, chúng ta nhìn thấy hiện giờ anh chị em nào mà thấy có cổ phiếu nào muốn hỏi ấy, thì một là anh chị vào nhóm khách hàng của mình đấy, quét mã hoặc là dưới comment có cái đường link anh chị có thể vào để nhắn tin hỏi trực tiếp luôn trên Zalo. Thứ hai là anh chị để cho em một lượt like như follow kênh ấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào chỉ ra nhiều cổ phiếu rủi ro bull trap là như thế nào, thì mình để ý thấy rằng bull trap là một hành động bằng đánh lừa tăng. Ta nhìn thấy có một số cổ phiếu BR đấy, tất nhiên là cái thanh khoản này chưa quá kinh khủng để chúng ta nghĩ rằng là một pha úp như này, nhưng rõ ràng rằng cái mẫu hình rồi kiểu dáng là đáng để lưu tâm. Nghĩa là chúng ta để ý này, đây là nó bắt đầu nó dọa nó bổ thật rồi đấy, mà ai mà ở vị trí này là đã cũng từng có lãi và mất lãi rồi nhé. Nếu anh chị mua vị trí này ấy, thì anh chị đã từng có mức độ lãi đâu đó, nếu tính đến đỉnh là 400 mà bây giờ về hòa, nghĩa là đến cũng bắt đầu thấm thấm rồi, và anh chị có bán hay không, có quản trị hay không đấy, thì mình khẳng định luôn BR là một trong trường hợp mà nó cũng có dấu hiệu bull trap. Thứ hai, chúng ta nhìn đấy có dấu hiệu 2-3 đỉnh này đấy, chúng ta nhìn đấy phải để đề phòng, ở trong quá khứ nó cũng có những trường hợp như thế đấy, chúng ta phải đề phòng đấy, chúng ta phải đề phòng ấy, thực sự có phải nên đề phòng đấy, có tạo một cái đỉnh đỉnh ảo hay không thì mới là đề phòng. Tất nhiên để nó sập thì khi nào gãy MA20 thì mới chắc chắn, nhưng mà quan trọng là vị thế. Nếu anh chị là những người mua ở dưới này đúng không, cùng lắm là 10% người ta không bán, gãy MA20 5% người ta bán không sao, nhưng mà anh chị mà vị thế nó ở lửng ngửa lơ chỗ này thì anh chị phải phòng bị thôi, lãi 5% không bán thì phải bán hòa, chứ không nó giật ngược phát lỗ 300 không bán, xong lại kéo tuột 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 đi thì lúc đấy lại dở hơi, lúc đấy thì chắc ai đúng không? Tuột một phát xuống dưới này thì lúc đấy là lại dở hơi ra, thì đấy là mình nhìn thấy dòng dòng P là nó đang có một nhiều yếu tố nó hơi hơi bung chắc ra. Chúng ta để ý thấy DGC là một cái yếu tố này đấy, mình không biết được nó có tạo được vai đầu vai hay không, nếu mà thực sự nó tạo được vai đầu vai thì sẽ rất là tốt, ví dụ đây là vai này, đầu vai ngược này
như nó giảm xuống đây khoảng 105 mà nó bật lại được thì có thể là chúng ta sẽ có một kỳ vọng vào dấu hiệu của vai đầu vai, và điểm mua mới của chúng ta sẽ bắt đầu 110, có thể lúc đấy với thanh khoản tốt như này nọ. Nhưng ít nhất là chúng ta phải có cái quan sát đấy, mình nhìn thấy có nhiều yếu tố một chút là hơi rủi ro khi CSV này là hôm nay nó úp bối cây dã man luôn, mà nhiều anh em thấy rằng là CSV nó đang ở cái khối lượng lớn nhất của thời đại luôn đấy. Đấy, và con này đánh rất là phũ, anh em phải để ý một chút đấy, nó có giống cái trường hợp này không, tạo hai đỉnh phân kỳ này đấy, chúng ta phải để ý. Nghĩa một cây nến thì chưa khẳng định được ở một cây nến đâu, nhưng mà mình phải đề phòng, nghĩa là chúng ta cũng xỏ sẵn dép rồi chuẩn bị cái thứ đi, nếu mà nó xảy ra như nào, xảy ra như này chúng ta không biết đường mà chạy, đúng không? Chúng ta phải phòng bị. Bây giờ chưa một cây thì thực sự chưa ảnh hưởng, nếu mà ai là người đánh nước T cộng thì bán cũng không sao. Mình nói thật là mình nghĩ là T cộng thì lúc đúng sai chuyện bình thường, nhưng chúng ta phải đề phòng như nào. Này, có những cây như này này nó giảm 13 điểm này thì chúng ta biết đường mà chuẩn bị xỏ sẵn dép thuốc đi, nó hồi lên mà dơ một lần nữa nó mất cái bốc ở chân cuối này thì biết đường mà chạy, lúc đấy thì có thể là mất lãi, cái chuyện bình thường đấy. Mất cái mốc này ở chân này, chúng ta nhìn trong thực tế thì bây giờ mốc nào của chúng ta là mốc phải đề phòng, đây chính là mốc này này. Hôm trước mình kẻ đây, mình kẻ sẵn cho anh em rồi này, đáng ra ở đây 1222 ai mặc chắc cú để hẳn xuống 1219. Nghĩa bây giờ 1230 rồi, nếu mà có một phiên giảm 11 điểm thì sẵn sàng là té. Thì đấy là với những người mà có lãi, còn nếu anh chị đang không có lãi thì mình nghĩ rằng là phòng thủ là chuyện bình thường, đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy kể cả những cổ phiếu như CTH này mình đang thấy nó có yếu tố khối lượng nó không có nhỏ đấy, ngoài có FTS thôi, còn BSI này mình nhìn này, đấy có những cây đến mà khối lượng nó đâu có ít đâu, khối lượng là khá lớn đấy, nó test lại khối lượng phải nhỏ mới đúng. Khối lượng này cũng tương đương một phần lớn của cái khối lượng lúc nó kéo ấy, cho nên chúng ta phải đề phòng thôi, không có cách nào khác. Để SHS hôm nay là có tin, nhưng mà hôm nay đánh tụt dâu đến rồi, thằng này vẽ nến hơi khó xem. PCI này đấy thì chúng ta phải đề phòng, trong đó những cổ phiếu mà banh này, MBB này đấy, chúng ta nhìn thấy không, cứ đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước dần đấy, chúng ta phải đề phòng thôi. MBB hôm nay có người hỏi mình, cái mình bảo anh em phải bán khi nó mất 24 rồi, bây giờ hôm trước bán thì 23.6 23.7 thôi. ACB mình thấy nó cũng không phải là quá xấu mà chưa đến nỗi đẹp, nghĩa là nó đang rủi ro 10 phần thì đang rủi ro khoảng gần 6-7 phần, 3-4 phần vẫn là đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy nó yếu tố nhích lên thì chúng ta phải phòng thủ thôi, chứ không thể nào mà ai khẳng định chắc được, đúng không? Không ai nói trước được 100% cả đấy. Mình nhìn giai đoạn này là mình luôn luôn cảnh báo anh em, lúc mà nó đang chưa xảy ra, nghĩa là nó đang chuẩn bị đảo chiều mình đã cảnh báo rồi thì chúng ta phải có phòng bị. Nếu mà chúng ta đợi nó xong rồi thì nói làm gì nữa, đúng không? Khi mà giai đoạn này thấy dấu hiệu nhiều cái cây gọi là tạo gap lên xong rồi, đây là phiên này mở gap lên xong giảm xuống này mất gap này đấy, cứ mở gap đấy cũng là phiên mở gap mất gap, chúng ta phải bán. Chúng ta hôm nay là một phiên đầu tiên này đấy, mở gap này xong mất gap này, có thể ngày mai nó dập dình thêm tí, thứ sáu nó mới sập thì sao, nhưng mà chúng ta phải phòng bị từ bây giờ, nghĩa là chúng ta chuẩn bị tinh thần từ bây giờ, chứ đến lúc đấy mà ụp một cái thì chạy không kịp thì nói làm gì nữa, đúng không? Đấy. Chúng ta phải đề phòng từ khi này này, đây này đấy, chúng ta đề phòng từ những phiên này này đấy, thì có thể hôm nay thứ năm này thứ sáu nó bục trồng cây đấy, giảm gáp xuống, chúng ta đang ở những phiên giống phiên này mình làm như này, nghĩa thứ sáu sẽ rủi ro đấy, chúng ta nhìn để chúng ta phải phòng bị trước, và đệm lãi mỗi người thì túi tiền mỗi người đệm lãi mỗi người khác nhau, đúng không? Thì đấy là cái khuyến nghị của mình đối với khách hàng. Còn là mình sẽ kiểm tra một số cổ phiếu, ví dụ như là chưa chắc có lãi, Cam Long qua mua lỗ xử đấy, đang lỗ mất xử bao nhiêu nhỉ, mình đang lỗ khoảng tầm 0.5% rồi đấy, mai hàng mới về đấy, chứ mình bảo rồi ai mà mua hôm qua chưa chắc có lãi đâu, nên mình bảo rồi hôm qua mà mua thì chưa chắc có lãi, đôi khi là phải bán hòa chứ không đùa đâu đấy, ai mua hôm qua ở đây chưa chắc có lãi, đôi khi thị trường nó xuống rồi này mà gãy này xong lên đây lại rơi tiếp này, thì đôi khi bán còn bán lỗ 0.5% là chuyện bình thường, nhưng chắc không lỗ nhiều. Nếu anh chị mà mua ở đáy này này hôm qua đúng cái điểm mình bảo ấy, thì chắc là lỗ dưới 1%, nghĩa là chúng ta xác định luôn là chúng ta tạm thời an toàn, chứ bây giờ mà bảo là khó, nếu mà bảo không thể không lỗ là khó, lỗ dưới 1% thì mình chấp nhận được, với tỷ trọng chúng ta mua khá là thấp thì chúng ta hài lòng, với có những mã chúng ta chốt lãi, ví dụ HAH này mình bảo chốt lãi này đấy, bây giờ quay ngược đó. Đấy, mình đã kẻ trước cái khu vực chốt này đấy, 11 chỗ đấy, thì chúng ta nghĩ rằng là có lãi cái này thì bù cái kia,
này cũng chưa quá xấu nhưng mà chúng ta đề phòng, đề phòng. Nếu mà nó mất cái gap này này, mất 39,8 này, 39,5 này là xấu. Đấy. Ví dụ thế thì bây giờ chúng ta phải chốt một nửa trên, chốt một nửa đây rồi. Còn ai mà thích chốt cả thì thôi. Còn nếu mà chốt nửa đây rồi thì mà mất mốc này chúng ta phải bán nốt. Thì lúc đấy tổng lợi nhuận chúng ta là đâu có một chốt được một nửa giá là lãi 6,7% và một nửa lãi được có 2,3%, nghĩa tổng trung bình chúng ta lãi 4% deal này. Thì đấy nó sẽ bù cho những deal mà chúng ta có thể lỗ, ví dụ vậy. Thì đấy là cái giai đoạn này thực sự khó chơi và không dễ chơi cho nhà đầu tư gọi là chậm chạp và đánh cho chết. Thì chúng ta phải có những chiến lược nó khác, chúng ta mua trung hạn. Mua trung hạn là chúng ta phải gom dài. Gom dài ra, ví dụ thế thôi. Chúng ta mua dài ra để cho tránh cái sai sót. Đấy là cái chia sẻ của cá nhân mình. Nghĩa dài là sao? Dài chúng ta giải những lệnh ra. Trong ngắn hạn chúng ta có thể thấy rằng là nhà đầu tư thường xuyên mình lấy ví dụ một cổ phiếu HPG hạn đi. Anh chị em muốn mua một cái gom trung hạn thì mình đã bảo rồi điểm gom là 24,2515 và gom dài rộng cũng dưới này. Anh chị phải gom rộng cũng dưới khoảng như này. Đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ đưa ra cái lệnh. Như một lệnh chúng ta đã gom ở 25,5 ở đây. Đấy. Một lệnh nữa chúng ta gom ở tận dưới này. Như 24,5 này. Đấy. Và một lệnh nữa chúng ta gom ở dưới này này, 23,5 này. Thì nghĩa là từ trên xuống dưới này, nếu anh chị mua một lệnh hết tất cả thì đến lúc lỗ 700 anh chị sẽ khá là đau đầu. Đấy, thậm chí nó có thể xuống dưới nữa. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh chị giải lệnh ra đúng không? Mua 3 lần thì giá trung bình anh chị sẽ rơi ở đây và lúc đấy số lỗ anh chị đâu đó mới khoảng tầm 4%. 400 rất là bình thường. Mà thậm chí anh chị chưa mua hết số lượng tiền, anh chị đợi nó kéo lên thì mua, đấy là cái khuyến nghị của mình. Thì đấy là nếu ai đánh trung hạn thì chúng ta phải giải lệnh nó rộng rộng ra một chút nó an toàn, đúng không? Ví dụ như vậy thôi. Chứ bây giờ mà cứ vào một lệnh nghe khuyến nghị mua trung hạn mà bụp phát hết luôn thì nó chỉ có đấm cho khoảng tầm 5% thôi là lại hoảng hồn, lại cắt về đáy đấy. Cho nên là chiến lược của mỗi người giai đoạn này là cực kỳ quan trọng, không ai khuyến nghị được ai trong giai đoạn này, thực sự là như thế. Ít nhất rằng là trong ngắn hạn là mình đang thấy cái nhận định của mình nó đi rất là chuẩn xác. Anh chị em nếu đồng ý điều đấy thì đều để ý thấy mình vận động, cái vận động này nó khá là chính xác. Đấy. Chứ là mình nghĩ ngày mai ngày kia bắt đầu rủi ro. Đấy, chúng ta phải để ý thật kỹ, nó đang có dấu hiệu phân kỳ rồi. Còn đây là nói lại chút nữa cái vấn đề này. Nếu mà nó xấu mất mốc này 120 là bắt đầu là cái mốc mà chúng ta phải bán quản trị tất cả những gì anh chị mua từ tuần trước tuần này. Từ thứ năm tuần trước tuần này. Nghĩa là từ 24 tháng 8 đến giờ ấy. À mùng mùng 8 tháng 8 giờ anh chị phải bán tất cả những anh chị nào mà mua khu vực này. Nghĩa là từ ngày mùng 7 tháng 8 đến giờ là nếu mất mốc này chị phải bán hết, lãi bán, lỗ bán hết. Đấy. Còn nếu mà anh chị rằng là nó rủi ro như thế nào thì sẽ phải bán hết tất cả các đợt bắt đáy từ tận chỗ này. Nếu chị bắt đáy chỗ này thì nó sẽ rủi ro khi nào nó mất mốc này thì nó phải rơi như này này. Đầu tiên nó rơi xuống đây 1.200, sau lẩy lên đến đây mà nó rơi tiếp thì lúc đó anh chị sẽ bán tất cả những gì mà mốc 1.200, sẽ cái mốc chốt cuối cùng mà những người bắt đáy ở đây nếu mà lì và liều thích ăn dày ấy, thì phải bán khi nó thủng 1.200. Đấy, với khối lượng lớn nữa lúc đấy chúng ta sẽ phải bán và lúc đấy có thể những lợi nhuận anh chị đã từng nhìn thấy 10%, có khi anh chị bán lãi khoảng 3-4% vẫn phải chấp nhận nhé. Thì đấy là hai trường hợp anh chị mua ở đâu, mua ở đây ấy, khu vực ở đây ấy, thì cứ gãy 1.220 anh chị phải bán hết. Còn mua ở dưới bắt đúng đáy chăng nữa nhưng trước mà bán đúng đáy thì gãy khu vực này là phải bán. Ví dụ HH này mình bảo anh em bán mua ở đây đúng không, 36,28 đúng không, thì nếu anh chị bán ở đây cũng được, mà nếu anh chị không liều anh chị mua ở đây này, anh chị mua được ở đây nhé, thì khi nào nó gãy gãy cái mốc này 39 là chúng ta phải bán, gãy mốc 39 này chúng ta phải bán này, 39,5 là phải bán. Đấy, thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải bán nếu mà gãy 39,5. Đấy một ví dụ thôi, để DGC ví dụ hôm trước mình bảo bán ở khu vực này, nếu chị bắt được đúng 102 chưa bán cũng được, nó đang ở đến hỗ trợ rồi tùy thôi, nhưng mà nếu mà thủng như thế nào thì phải bán, khi nó thủng cái giá 103 là phải bán này. Đấy. Ở đây chưa bán ấy, thì tùy, nhưng mà nếu mà đến đây mà thủng ấy 103 102 mà bán thủng thì phải bán hòa, lúc đấy thì đã có lãi 7% rồi, 7% 8% không bán mà bán hòa cũng vẫn phải bán. Cái trường hợp nó rúi cho phát thì có khi về chín mấy, nó mà thủng một lần nữa chắc về đây. Nha, cho là chúng ta phải theo dõi. Có nhiều tiền của ai là người đấy lo, tài khoản ai người đấy lo, mình lo cho mình thôi. Đấy là tất khuyến nghị của mình như thế. Thì đấy là toàn bộ gì mình chia sẻ trong ngày hôm nay.
nhìn thấy có nhiều nhóm khá vững chắc, kể cả cổ phiếu TNG nhé, nó đang một cổ phiếu rất mạnh nhé. Đây một trong cổ phiếu nhạy nhưng chúng ta phải để ý trong những phiên kế tiếp bên này nó có như thế này hay không nha, phải đặc biệt để ý như trong 2 phiên tới nó sẽ có rủi ro như này không. Nếu mà một phiên nào đó mà nó mất mốc này chúng ta phải quản trị, nó không được phép mất mốc này, hay nói khác là không được phép mất gáp này đi thì cho chắc cú rồi. Đấy, tốt nhất là nó không được phép mất giá 26,4, rơi xuống dưới 26 là phải bán. Đấy thì có thể có lợi nhuận, có những lúc mà nhìn lợi nhuận ví dụ là chỉ ví dụ mua đây đi lãi 12% không bán mà lúc đấy lãi 4% cũng phải bán. Đấy, thì chúng ta phải quản trị cái vấn đề đấy nhé. Nhắc còn là mình để ý thấy STK này hôm nay đang đang gồng lên này, dòng dệt may nó vẫn đang là một dòng có dấu hiệu khỏe đấy, VGT này mà phải đề phòng. Ví dụ VGT mà nó chạm đây là cản rồi, nhưng mà nếu mà nó mất mốc này, mất cái dấu đến này, mất mốc 14 ấy, thì bắt buộc phải bán, và lúc đấy nó sẽ không phải vai đầu ba nữa, tốt thì nó sẽ là vai đầu ba đúng không? Đúng không, xuống đây này, lên đây này thì là vai đầu ba, nhưng mà không phải vai đầu vai thì rõ ràng nó lại đi thủng cái chỗ này thì lại thành một mẫu hình khác, thì lúc đấy lại thành câu chuyện rằng là giảm đây thì sao đúng không, tức là khu vực này phải để ý ở 14 là phải để ý, ví dụ vậy đó. Đến giai đoạn này chưa xác định luôn là nó còn hơi sớm để khẳng định là thị trường nó sập hay không, nhưng mà là nơi mà chúng ta phải căng căng mắt lên quan sát trong vòng ngày mai và ngày kia nhá. Thì đấy là toàn bộ gì mình chia sẻ, và mình nhắc lại một chút là cái dòng điện đấy nó đang hơi rủi ro. Hôm nay có người hỏi mình mua HDG, anh bảo từ từ, để HDG đang liên quan đến dòng điện mà dòng điện đang thanh tra này. Đấy, thanh tra mình thấy có một vài cổ phiếu tăng ngược nhưng mà thấy nó đang rủi ro, con này rơi này này cách này dòng điện này đấy rủi ro. PC1 thì chân mình bảo anh em có PC1 đến cản rồi mà thích lướt lát đấy thì sút cho dạng cũng được, đến đoạn này sút cũng được rồi đấy, sút đoạn này cũng được rồi, M20 rồi, để lên được đến đây thì khó lắm, lên 30 khó lắm, nên là đoạn này bắt được đáy ấy. Thì lợi nhuận hôm trước mình bảo bán bắt đáy bây giờ lợi nhuận 6% rồi, canh bán một nửa đi để cũng nào được. Hoặc cái cổ phiếu như là NT2 này, nhìn thấy dòng điện nó đang khá là rủi ro và cũng luôn lớn thùng hết đáy này, còn TV2 này. Đấy, TV2 nó ngập lụa này thì mình nghĩ dòng điện là né né dòng điện này nhá. Thì đấy là cái chia sẻ của mình. Còn bất động sản thì mình thấy rằng ngoài T-Sáp đang hồi thì thấy nó cũng đang không ổn, chưa chưa khỏe lắm, gom trung hạn thì gom rộng ra thì được, mình thấy nó đang HBC rất nhiều người kẹt như vậy. Con này là con còn giữ được nền này, bởi vì nó đang ở nền, nó đang ở cái nền rất lớn, nó ra ở cái nền cả, cả năm trời vừa rồi nó trụ lại. Cái nền này không được phép mất mất phát chắc xuống tận đây, mất một phát con này mà mất thì chắc xuống tận dưới này luôn, lúc đấy thì dở hơi ra luôn, đấy mà xuống tận đây thì bằng đáy vào 2022 luôn rồi đấy. Thì những cái HDC phải để ý, nó không phải cổ phiếu khỏe, nó là một trong cổ phiếu mà mình đánh giá không khỏe khi còn cách rất xa vùng đỉnh 2022. Đây một cổ phiếu bơm thổi và mô hình hai đỉnh to bành to đùng như đấy, đánh giá là cổ phiếu này nó không khỏe, không phải khỏe đâu, chính là khỏe của mỗi tê sắc bằng lam long này, chúng ta phải để ý này. Đấy, nó còn cách rất xa cái đỉnh này. Đấy, nó sẽ co giật đây mà chúng ta nhìn những cái mẫu hình của dòng bất động sản là nó cũng rủi ro lắm ấy. Kẻ đây đúng cái chen cuối cùng. Đấy, mất phát có thể là xuống 35 mà mất phát xuống dưới này là giờ. Đấy, để mình nhắc nhở tất cả anh chị em thế nhé, thì dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng như theo dõi. Và nhớ đừng quên để lại cho Hưng một lượt like, follow kênh nhé. Đăng ký bấm follow kênh ủng hộ mình nhé. Lên mã cộng đồng của nhóm khách hàng. Ta xem qua một chút tình thế giới nhé. Tình thế giới thì vàng nó rất là diễn biến rất là khó lường luôn, rất là khó lường. Coi coi vàng và thế giới bây giờ đoạn này rất khó lường luôn. Đúng đúng sai sai cho mình nghĩ là giai đoạn này đánh phụ thuộc vào cái tài khoản anh chị đang lãi đang lỗ thôi, chứ đoạn này kể là coi này nó cũng rất là khó lường luôn. Nó đi đến đoạn cuối con đường này, cái biên độ rộng này nó nhảy lên nhảy xuống rất là khó, khó phán đoán lắm. Đoạn này khó phán đoán. Tốt nhất là chơi ít thôi. Dow Jones gì đây? Chạm 20 bây giờ nó mới hôm nay Dow Jones mới bắt đầu gặp kháng cự lớn này. Đây chính là kháng cự lớn Dow Jones này. Chân chữ M này. Đấy. Hôm nay lên đến khoảng tầm 39,9 này 40 này. Là chỗ này sẽ gặp cản lớn này. Đấy. DAX cũng thế này. Đấy. Đến cái vùng vùng cản lớn này này. Còn lại cũng đến cản lớn này này. Cản lớn chỗ này này. Đấy. Tăng được thêm một tí nữa. Ví dụ vậy. Trung Quốc thì cái càng ngày cắm đầu thôi.
Nhật Bản hồi khá là tốt mà chưa đến cảng lớn. Cảng lớn nó ở chỗ M20 đây mà. Nó gần gần đến cảng lớn rồi đó. Đấy, M20 hướng xuống này. Việt Nam tính ra là rơi ít và khỏe. Việt Nam cũng đến chỗ cảng lớn. Việt Nam cũng chính là cảng lớn ở đây đó. Đây, đây chính là cảng lớn, đâu có cảng lớn nữa. Đó, chân kia đến chữ M này. Cảng M20 này. Việt Nam thế giới đi đồng pha ấy nhau mà. Hàn Quốc cũng thế thôi. Đây này, cảng lớn chân các đi đến này này. M20 này. Đó. Tất cả thế giới và Việt Nam đang rất là đồng pha nhau. Nhưng M20 hướng xuống này. Việt Nam chạm xứ vào M20 rồi đấy. Việt Nam tính ra còn khỏe hơn nhé. Đó. Đức cũng thế, Mỹ cũng thế. Toàn chạm M20 hướng xuống nơi rồi. Đấy. Đấy, đang đến vùng cảng. Nhớ. Ok cả nhà theo dõi và thận trọng cái chat này nhé. Giai đoạn này là tiền của hai người giữ đấy.